toàn thể các anh em test C3 anh em hàng đấu giá ở Yahoo nhật rất là đẹp mình test kỹ hết rồi phần thu phát là hoạt động hoàn hảo không có lỗi lầm và giá bán là 6 triệu 800 ngàn ở bên Thái Audio mặt màu trắng sữa có hai cái tai hai bên phiên bản của phòng thu thì họ hay làm hai cái tai hai bên anh em ha đồng hồ vu màu vàng đây là ba cái nút mình hay sử dụng đây là nút audio ra còn đây là nút audio vào dành cho cái phần thu băng mình điều chỉnh hai cái nút này tùy theo cái âm lượng đầu vào của cái đĩa cd hoặc là cái băng cối mà mình muốn thu thu to thu nhỏ thì mình điều chỉnh cái này nhưng mà anh em đừng có điều chỉnh to quá nó vỡ tiếng ha từ không trở lại thôi còn nếu từ không mà trở lên hoặc gác kim nhiều thì nó vỡ tiếng mình nghe không được đâu ha nội thất bên trong leng keng luôn á anh em ơi họ làm kín mít luôn dây điện quá trời luôn cái này đúng chất là lằng nhằng dây điện luôn ạ <laughs> cái dây điện này ngày xưa người nhật người ta ngồi người ta bó bó từng cái thứ dây điện một như thế này thì đúng quá kỳ công không biết là lắp bao nhiêu ngày thì mới xong một cái đầu này ha dây nó quá trời như thế này cơ mà nhưng mà nó đẹp nhỉ mấy chục năm mà nó còn đẹp đẹp khiếp luôn á nhưng mà đẹp bình thường ha phần nguồn phần cơ vàng ươm hay nhầm ha và mình test kỹ hết, hoạt động hoàn hảo hết ạ phần sườn mặt đẹp nhở đây là phần sườn bảy màu người chắc cắm nó còn trắng tinh như này cơ mà nhở công tác <laughs> nó đẹp nó đẹp thật sự đúng không đây là mặt sau quá ok rồi đúng không để cái phần LINE in đường vào cho anh em cắm đầu CD hoặc cắm đầu băng cối vào để anh em thu băng. Còn đây là đường ra âm ly ha. Anh em chưa biết thu băng thì cứ liên hệ với Thái Auto. Mình sẽ hướng dẫn anh em thu. Đây, anh em nhìn cái phần sườn uh, máy của cái mặt ha. Đẹp cực kỳ luôn. Đó. Đã... Một chiếc uh, đầu câm mà được anh em rất là yêu thích ở thị trường trong cái tầm giá 6 triệu 800 ngàn thì mình hứa với anh em là đây là cái phiên bản đầu cầm mà anh em thu bằng cho chất lượng cực kỳ hay ha và anh em có nhu cầu để liên hệ với Thái Auto anh em ha Đây. 0969 789 779 còn mọi cái tư vấn anh em thắc mắc anh em cũng cứ liên hệ với mình để mình tư vấn cho anh em ha chúc anh em chúng ta thật nhiều sức khỏe xin cảm ơn hẹn gặp lại